Xin chào cả nhà, Misa đã quay lại rồi đây. Những video trước của Misa thì Misa đã chia sẻ về cách chăm sóc da mặt như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một video với một chủ đề rất mới, đó chính là chăm sóc da cho cơ thể. Theo Misa thấy thì da cơ thể nó cũng tương tự với da mặt của mình, cũng sẽ có những lúc mà tự nhiên da của mình trở nên nhạy cảm và xuất hiện những cái đốm mẩn đỏ nè, hoặc là bị đốm mụn nè. Ngoài ra là còn gặp những cái tình trạng ví dụ như là thô ráp do da thiếu ẩm. Và tất cả những điều đó xảy ra là do nguyên nhân đó chính là chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường bị ô nhiễm nè, rồi thời tiết thay đổi, hoặc là do stress, hoặc là chỉ đơn giản là các bạn tắm nước nóng quá nhiều thì da của chúng ta cũng trở nên là nhạy cảm và thay đổi đi theo một chiều hướng xấu hơn. Và tất cả những yếu tố đó là do da của chúng ta bị mất cân bằng độ ẩm, dẫn đến là da của chúng ta yếu hơn và nhạy cảm hơn. Và một tip để mà cho chúng ta có một làn da khỏe mạnh và không bị lão hóa nhanh, đó chính là chúng ta không được chọn những sản phẩm có chất tẩy rửa mạnh, mà ngược lại phải chọn những sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ và giữ được độ ẩm tự nhiên cho làn da. Bên cạnh đó là phải hỗ trợ tốt chu kỳ tái tạo da mỗi 30 ngày. Và các bạn cứ để ý đi, nếu như mà làn da của mình khỏe mạnh từ bên trong thì da của mình sẽ lúc nào cũng sẽ rất là ẩm mượt và sáng mịn. Và chính vì thế mà Misa luôn lựa chọn những sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm vì tính năng dịu nhẹ và duy trì độ ẩm lý tưởng cho làn da. Và mới đây thôi, Misa có ghé qua Pharmacity để mua đồ thì tình cờ là thấy cả một quầy sản phẩm của thương hiệu Eucerin. Trong đợt đi du lịch vừa rồi thì Misa nhớ là đã từng thấy Eucerin được bày bán ở các cửa hiệu Health and Beauty. Và Misa có nhớ có các bảng to ghi chú là Eucerin number one tại châu Âu về các sản phẩm chăm sóc cơ thể, nên cũng khá ấn tượng với brand này. Cho đến khi về Việt Nam, có dịp thấy Eucerin được bày bán ở Pharmacity và thấy giá thành khá ok, nên Misa đã quyết định ghé qua quầy và xem thử. Không ngờ vô tình mà vớ được bí kíp luôn. Không biết ngày hôm đó đẹp trời hay sao mà chị tư vấn viên siêu dễ thương và nhiệt tình đã đến tư vấn cho Misa. Chị ấy giới thiệu cho Misa sản phẩm sữa tắm Wash Lotion pH 5 của Eucerin. Theo như chị tư vấn thì sản phẩm này thuộc dòng sản phẩm pH 5, dòng sản phẩm của Eucerin chuyên dành cho da nhạy cảm, giúp nhẹ nhàng làm sạch nhưng vẫn duy trì lớp bảo vệ da dưới tác động của môi trường. Chị nhân viên đã lấy giấy quỳ tím kiểm tra mức độ pH của sản phẩm luôn. Hồi trước học hóa học thì Misa có biết là để đo độ pH thì dùng giấy quỳ thử là đơn giản nhất. Sau khi nhúng ướt tờ giấy quỳ vào sữa tắm Wash Lotion pH 5 và giữ trong khoảng 20 giây, mình sẽ so sánh màu giấy quỳ với bảng màu sau. Theo như kết quả thì độ pH của sản phẩm nằm trong khoảng từ 4,5 đến 5. Quá hay luôn đúng không? Eucerin lại đang có khuyến mãi nữa nên Misa quyết định là rinh em sữa tắm này về ngay lập tức luôn. Một làn da cân bằng sẽ có độ pH lý tưởng là từ 4,5 đến 5,5. Và độ pH tương đối axit này thì làn da sẽ được giữ ẩm và bảo vệ khỏi các gốc tự do, các ô nhiễm không khí cũng như là các kích ứng từ môi trường. Tuy nhiên, những thứ bạn tiếp xúc mỗi ngày còn có thể tác động đến độ pH trên da. Sẵn có bộ test pH ở đây, Misa ví dụ cho các bạn coi luôn nha. Đầu tiên là test thử pH của chanh, sau đó là tới bột giặt thông thường. Theo như kết quả thì độ pH của chanh khoảng từ 2 đến 3, có tính axit cao. Bột giặt thì độ pH trên 7, có tính kềm cao. Nếu độ pH quá cao như pH trong bột giặt chẳng hạn, sẽ làm cho da của chúng ta trở nên khô và nhạy cảm hơn. Từ đó sẽ dẫn đến việc viêm nhiễm và nổi mụn. Hơn nữa, các enzyme cũng sẽ phá hủy collagen trên da, gây lão hóa da và chảy xệ. Vì vậy, việc duy trì độ cân bằng pH chính là cách giảm thiểu các vấn đề về da. Đến đây thì các bạn đã hiểu được lý do vì sao mà Misa phải lập tức mua ngay sản phẩm sữa tắm pH 5 Wash Lotion rồi đúng không? Và theo như Misa được biết thì các thành phần highlight trong sữa tắm này bao gồm pH 5 Citra Buffer giúp phục hồi và ổn định pH lý tưởng, đưa lớp màng bảo vệ da trở lại trạng thái cân bằng tốt nhất. Nhờ vậy, da sẽ hấp thụ độ ẩm hiệu quả, đẩy lùi những tác nhân gây hại cho làn da. Glycerin, thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm dưỡng ẩm, có khả năng giữ nước cho tế bào. Sẵn đây thì Misa có một chiếc máy để thử độ ẩm cho làn da. Và bây giờ Misa sẽ đo thử xem độ ẩm của mình trước và sau khi sử dụng sản phẩm như thế nào nhé. Đầu tiên là phải mở nắp ra. Sau đó là mình sẽ dựng góc 45 độ so với bề mặt da của mình và nhấn nút. Và đây là kết quả độ ẩm trên da của Misa, vẫn là màu xanh với độ ẩm là 33,8%. Và bây giờ Misa sẽ tiếp tục sử dụng sữa tắm pH 5 Wash Lotion thêm một lần nữa nhé. Đầu tiên thì Misa sẽ thấm nước lên phần da tay của mình. Sau đó là cho một chút xíu sữa tắm pH 5 Wash Lotion. Sau đó là xoa nhẹ sữa tắm lên da. Cuối cùng là mình sẽ rửa lại bằng nước và dùng khăn giấy để mà lau khô. Rồi, bây giờ Misa sẽ tiếp tục đo độ ẩm của làn da mình lại một lần nữa nhé. Chỉ số trên làn da của Misa độ ẩm đó chính là 55,6%,
tức là độ ẩm trong da đã được tăng lên một cách đáng kể. Như Misa có nói lúc nãy thì độ ẩm của một làn da cân bằng ở mức lý tưởng là 4.5 đến 5.5. Và ở độ này thì làn da của chúng ta sẽ giàu độ ẩm, căng mướt và khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt là Misa đã nhận ra được điều này sau 2 tuần sử dụng liên tục sản phẩm Wash Lotion PH5. Sản phẩm không chỉ giúp tăng cường độ ẩm trên da mà còn bảo vệ và phục hồi độ ẩm. Và các bạn cứ thử sử dụng thường xuyên sản phẩm này sẽ thấy được kết quả rất rõ rệt. Làn da của chúng ta không chỉ mềm mượt mà các vấn đề về da cũng được giảm đi hoàn toàn. Nguyên một bộ sản phẩm thuộc dòng PH5 Eucerin còn có cả dầu tắm và lotion sẽ giúp bảo vệ làn da của chúng ta tối đa trong những ngày thời tiết giao mùa. Misa cũng đã có nguyên một bộ sản phẩm này rồi và trong một thời gian nữa Misa sẽ làm video review sau nhé. Và các bạn cũng đừng quên là đang có khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, đó chính là mua một chai sữa tắm Wash Lotion PH5 sẽ được tặng một chai xịt khoáng 50ml trị giá 120.000. Và các bạn cứ thử mua sản phẩm về và dùng thử xem như thế nào nhé, để xem coi là Misa có nói đúng không nha. Và bây giờ là đến phần mà tất cả chúng ta ai cũng đang rất là mong chờ đây. Các bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm Wash Lotion PH5 với điều kiện, đó chính là các bạn hãy chia sẻ video này về tường trên Facebook của các bạn kèm theo hashtag, đó chính là Eucerin PH5. Sau đó đến cửa hàng và đưa cho nhân viên xem phần bài chia sẻ của các bạn để được nhận quà nhé. Còn danh sách các cửa hàng để nhận quà thì các bạn hãy xem ở phần phía dưới nhé. Và thế là kết thúc video review ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ có được cho mình một làn da thật khỏe mạnh và thật mịn màng và giàu độ ẩm nhé. Còn bây giờ thì Misa chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo. Bye bye!